Em chào chị ạ. Ừ, À, chị có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không ạ? chị tên là Vân, chị hiện đang là học viên khóa 1 của Continental về khóa huấn luyện. Chị biết đến cái khóa huấn luyện của Continental ấy, thì thông qua là mình cũng tham gia tìm hiểu cái phân tích kỹ thuật một thời gian. Tuy nhiên là mình cũng chưa có điều kiện áp dụng vào thực tế nhiều, thì mình cần một cái nơi mà huấn luyện cho mình cái phương pháp mà giao dịch thực tế và có huấn luyện của thầy ấy, tức là coaching 1-1 với mình. Thì là mình tìm đến trung tâm với cái mong muốn là được huấn luyện. Và trong cái quá trình mà tham gia huấn luyện của trung tâm ấy, thì mình cảm thấy là đây là một cái môi trường mà để cho anh em có thể rèn luyện được cách thức giao dịch và các cái phương pháp của mình để phân tích thị trường cũng như là nhận định các cái điểm vào ra của thị trường rất là sát. Thì là mình bên cạnh đó ấy, thì ở trong trung tâm thì mình được tiếp xúc với rất nhiều học viên và các anh chị đã có những cái kinh nghiệm rất là nhiều rồi, và cái tinh thần chia sẻ của các anh chị rất là thoải mái, và mình cảm thấy rất thoải mái khi học tại trung tâm. Dạ vâng. Cạnh đó thì để đánh giá rất cao cái sự chia sẻ của thầy giáo, thì thầy vừa có kinh nghiệm rất là lâu năm ở trên thị trường, đồng thời là khi mà chia sẻ kiến thức với học viên thì rất là mở, thì vâng. và rất là có tâm huyết, thì làm mình cảm thấy là mình được học trong một cái môi trường mà hiệu quả. Điểm khác biệt giữa Continental với các trung tâm mà mình đã được tham gia ấy, đó là cái kiến thức nó rất sát với các thị trường và được cập nhật hàng ngày. À, vâng, em rất cảm ơn cái chia sẻ của chị ngày hôm nay ạ. Ừ, Chào chị ạ. cảm ơn nhé.